Giao thông thành phố Hồ Chí Minh ùn ứ khắp nơi dịp cận Tết Nguyên đán. Những ngày cuối năm, nhu cầu đi lại mua sắm của người dân tăng cao, khiến cho lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Nhiều tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh gần như tê liệt vào các khung giờ cao điểm. Còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Giáp Thìn 2024, nhu cầu đi lại mua sắm giao hàng của người dân tăng cao, khiến cho nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ hỗn loạn. Ghi nhận của phóng viên, vào các khung giờ cao điểm sáng sớm hoặc là tan tầm, nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh như là Cộng Hòa, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh, quận Tân Bình, Điện Biên Phủ, Trương Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở quận 3, Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh luôn trong tình trạng ùn ứ kéo dài. Dòng xe kẹt dài trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, người dân đi mua sắm Tết, người giao hàng khá chật vật khi phải cố luồn lách qua đoạn kẹt. Ghi nhận tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả hướng từ đường Cộng Hòa, Trần Quốc Hoàn về Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, lượng xe khu vực này luôn đông đúc, xe máy, ô tô, xe buýt chen chúc tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này cũng được tăng cường và làm việc liên tục trên đường để đảm bảo việc phân luồng, điều tiết giao thông. Đường Nguyễn Văn Trỗi hướng từ quận 3 về quận Tân Bình vào mỗi buổi chiều đều trong tình trạng chặt như nêm. Trong khi đó, khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh ùn tắc kéo dài nhưng nhiều người vẫn cố tình đi ngược chiều để khiến cho giao thông càng hỗn loạn hơn. Một chiếc xe ba gác chở mai chôn chân trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. Phía trung tâm thành phố, tình trạng đông đúc cũng diễn ra tại nhiều tuyến đường như là Điện Biên Phủ, quận 3, Trương Định, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng ở quận 1. Không chỉ trong các khung giờ cao điểm sáng chiều như trước đây, mà hiện những tuyến đường này luôn trong tình trạng ùn ứ, đông nghẹt cả ngày. Hàng nghìn phương tiện nhích từng chút một di chuyển qua cầu Kênh Tẻ. Đây là một trong những trục đường chính kết nối các quận Nhà Bè, quận 7, quận 4 về trung tâm thành phố. Dịp cuối năm thì nhu cầu đi lại mua sắm sửa chữa nhà cửa để đón Tết của người dân tăng cao, khiến cho nhiều tuyến đường bị ùn tắc. Gần cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, đường Nguyễn Kiệm, quận Tân Bình luôn trong tình trạng ùn ứ. Nhiều xe giao hàng, xe bus cũng bị chết đứng trên đường kẹt. Khu vực ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh cũng thường xuyên ùn tắc, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm chiều, giao thông khu vực này trở nên đông đúc, hỗn loạn hơn.